Cà phê ép cũng tăng lên, đúng không ạ? Đang lên rất nhiều, đúng không ạ? Cả thị trường đỏ nhưng riêng anh tôi xanh này. Đấy, anh tôi thậm chí còn tím này. Các cái tin tức của công ty xây dựng road này, pha road này lên xây ở Đắk Đoa. Vấn đề này, chúng ta phải hiểu được là thời đến thì chúng ta phải nhìn được trend. Khi mà địa chính trị phục vụ ủng hộ nhà Bắc Quyết thì chúng ta sẽ phải cố gắng đánh. Có những người cũng bảo đánh lên 15 cây trần cơ mà. Vấn đề là chúng ta phải hiểu. Tuy nhiên đấy là khi mà bị xuống sàn là nó bị khóa, các F0 sẽ bị dễ bị làm thịt. Vấn đề chúng ta giải ra gồng lời và dìu lên để hết trend, đấy là cái quan trọng. Ví dụ chúng ta lãi và chúng ta có trần xe rồi, chúng ta có thể cắt 1 phần 3, đó một phương pháp. Cắt 1 phần 2 là một phương pháp. Đó, thế sau đó là bị lắc, lắc rung và chúng ta lại mua bằng cái tiền kia này. Đấy, cứ như vậy chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ mua và chúng ta điềm đạm. Đấy là cái cách mà chúng ta gồng lời. Tôi luôn luôn nói về gồng lời và các bài hát của tôi nói về gồng lời đấy. Để ý các cái comment và cái status nhá. Đó, đó là đối với chứng khoán.